Giả sử bạn có trong tay cỗ máy thời gian, có thể quay trở về thời tiền sử như đi chợ. Bạn dành hết thời gian để khám phá những ngóc ngách của thế giới trong quá khứ, ngắm nhìn những con khủng long cổ dài khổng lồ dạo bước qua những rừng cây cao vút, hay tận hưởng khoảnh khắc chiến đấu một mất một còn giữa khủng long bạo chúa và khủng long ba sừng. Rồi đến một lúc nào đó thì bạn cảm thấy mình muốn trải nghiệm những làn nước trong mát của thế giới hàng chục triệu năm về trước. Vậy thì bạn nên đi đâu? Đó là một giả định khá thú vị. Việc tận hưởng sự trong lành và mát lạnh của làn nước thời tiền sử có thể là một trải nghiệm đến chết cũng không quên với bất kỳ ai, nhưng hãy đảm bảo là bạn còn toàn mạng để trở về. Bạn chắc chắn biết rằng những vùng nước thời tiền sử là nơi cư trú của những quái vật đáng sợ, nhưng đâu là nơi có nhiều nguy cơ nhất? Tôi có thể không giúp bạn đưa ra lựa chọn đúng, nhưng ít nhất tôi sẽ giúp bạn không đưa ra lựa chọn sai. Hãy cùng khám phá 5 địa điểm không nên đi bơi nhất ở thời tiền sử, vì nếu đi bơi ở đó, có thể bạn sẽ chẳng còn là gì ngoài bữa tối cho một kẻ đi săn khổng lồ dưới nước. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Thứ nhất, vùng đông băng cửa sông Kem Kem. Kem Kem là tên gọi của một loạt địa tầng ở phía đông nước Maroc ngày nay, có niên đại từ khoảng 100 cho đến 94 triệu năm trước, thuộc kỷ phân trắng muộn. Loạt Kem Kem chủ yếu bao gồm các trầm tích đồng bằng châu thổ nước ngọt và cửa sông với ảnh hưởng từ biển tăng dần theo thời gian khi mực nước biển dâng cao. Cái hóa thạch của loạt Kem Kem rất phong phú, bao gồm nhiều loài cá, lưỡng cư, rùa, cá sấu và cả khủng long nữa. Mặc dù vùng cửa sông không phải là nơi lý tưởng để thực hành sở thích với những người yêu bơi lội vì nhiều yếu tố, chẳng hạn như nước kém sạch do sự tích tụ của bùn và cát, dòng chảy mạnh do sự giao thoa giữa nước ngọt từ sông và nước mặn từ biển, nhưng đã là những dân chơi không sợ mưa rơi, mạo hiểm trở về thời tiền sử thì có thể bạn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm dòng nước mà ngày nay là một địa điểm cổ sinh nổi tiếng. Tuy nhiên hãy cân nhắc những mối nguy hiểm có thể xảy ra. Trong quá trình chuẩn bị bước xuống nước, hãy nhìn ngó xung quanh để xem có con Spinosaurus nào đang lượn lờ tìm mồi hay không. Spinosaurus, dù có thể không phải là một tay bồi cừ khôi nhưng các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra, vẫn là một kẻ săn mồi rình rập xuất sắc ở khu vực bờ sông. Kích thước khổng lồ của nó có thể khiến con người trở thành một miếng mồi ngon lành. Nếu bạn đã xuống nước, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Sarcosuchus không ở đây. Nhưng dòng nước Kem Kem vẫn có thể sở hữu những sinh vật đáng sợ mà cho đến nay, khoa học vẫn chưa hiểu rõ lắm về chúng. Chà như Aegisuchus, một chi họ hàng của cá sấu hiện đại mà các ước tính về kích thước của chúng vẫn còn khá bất nhất. Có ước tính cho rằng chúng có thể dài từ 15 đến tận 22 mét, và nếu ước tính này đúng thì chúng hoàn toàn có thể là loài Pseudosuchia lớn nhất từng tồn tại, vượt xa những Brontosaurus hay Deinosuchus. Nhưng cũng có ước tính cho rằng Aegisuchus chỉ dài chỉ đến 5 mét, nguyên nhân là bởi hóa thạch của chúng rất ít và rời rạc. Cũng có loài săn mồi bán thủy sinh nhỏ hơn như Hamadasuchus, nhưng với chiều dài ước tính lên đến 7 mét thì chúng cũng đủ ăn đứt cá sấu nước mặn hiện đại. Và đừng chỉ chú ý đến họ hàng của cá sấu hay khủng long. Những con cá khổng lồ như Oncopristis với phần mõm hình lưỡi dao có răng cưa hoàn toàn có thể cắt đôi người bạn nếu bạn lỡ va phải chúng. Tiếp theo là các vùng biển cuối kỳ Jura. Nếu các bạn không thích bơi ở cửa sông mà ưu tiên đại dương hơn, hãy loại các vùng biển cuối kỳ Jura khỏi danh sách ưu tiên của mình. Kể cả khi bạn là một người không mắc chứng thalassophobia, thì sự hiện diện của những quái vật tiền sử khổng lồ dưới làn nước sâu cũng đủ để khiến bạn phải cảm thấy lạnh gáy. Ở giai đoạn Jura muộn khoảng 161 cho đến 145 triệu năm trước, chính là thời kỳ phát triển đỉnh cao của các loài bò sắt biển thuộc bộ Plesiosauria, trong đó có những kẻ săn mồi có hàm răng khổng lồ thuộc nhóm thượng long, Plesiosauridae. Nói đến nhóm thượng long thì bạn có thể nghĩ ngay đến Predator X, biệt danh của Plesiosaurus Funcae. Plesiosaurus Funcae là một trong những loài lớn nhất trong chi Plesiosaurus, sống cách đây 155,7 cho đến 147 triệu năm trước. Theo ước tính của các nhà khoa học, những cá thể lớn nhất trong chi Plesiosaurus, bao gồm cả Plesiosaurus Funcae, có thể đạt đến chiều dài hơn 10 mét, thậm chí là 14 mét. Với kích thước này, chúng có thể xê bạn dễ dàng như cái cách bạn nuốt một miếng khoai tây chiên vậy. Nếu không phải là Plesiosaurus thì hãy dè chừng Leoplerodon, cũng là một chi thượng long khác. Một và từng tìm thấy ở Bắc Âu của Leoplerodon có thể đạt chiều dài đến 15 mét. Lực cắn của chúng được các nhà khoa học tin rằng có thể lên đến hàng chục nghìn Newton, quy đổi ra tấn thì cũng phải lên đến vài tấn. Và với lực hàm mạnh như vậy thì chúng sẽ khiến xương bạn nát vụn và dễ nuốt. Không chỉ có đám thượng long, chúng ta còn một đống quái vật khác lượn lờ dưới nước mà chỉ riêng kích thước của chúng thôi đã đủ khiến tim bạn đập thình thịch. Một cái bóng khổng lồ dài đến 16 mét của Lysictis là quái xương lớn nhất từng tồn tại trong lịch sử, có thể khiến nồng độ ammoniac của nước biển xung quanh bạn tăng lên một chút. Hãy cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng chúng chỉ là những động vật ăn lọc tương đối hiền hòa.
bạn cũng có thể gặp những họ hàng kỳ lạ của cá sấu ở đại dương ở Kijure, chẳng như loài Thalassosuchia khổng lồ Machimosaurus rex với chiều dài lên đến hơn 7m, hay loài Megiorhynchidae dacosaurus với chiều dài hơn 6m. Chúng thích nghi với đời sống đại dương và cũng là những kẻ săn mồi hết sức đáng sợ. Thứ ba là các con sông Nam Mỹ thế trung tâm. Bơi biển chán rồi thì có thể bạn sẽ muốn chuyển sang bơi sông, nhưng đi đâu thì đi, đừng đi các con sông Nam Mỹ ở thế trung tâm, nhất là khi bạn là người sợ cá sấu. Nam Mỹ thế trung tâm cách đây khoảng 16 cho đến 5,3 triệu năm trước chính là thiên đường của các loài cá sấu khổng lồ. Hai đại diện khủng khiếp nhất mà bạn có thể kể tên từ Nam Mỹ thế trung tâm chính là Purosaurus và Gryposuchus. Purosaurus được ước tính có thể đạt chiều dài lên đến 12,5m và nặng khoảng 8 tấn, khiến nó trở thành một trong những loài cá sấu lớn nhất từng tồn tại. Chúng có hàm răng rất mạnh mẽ và sắc nhọn, giúp chúng săn mồi hiệu quả. Hàm của Purosaurus có thể tạo ra lực cắn cực kỳ mạnh, đủ để nghiền nát xương của con mồi. Một số ước tính cho thấy hàm của Purosaurus có thể chịu được lực cắn lên đến 7 tấn, lớn hơn khá nhiều so với khủng long bạo chúa T-Rex. Bạn có thể hình dung kết cục của mình nếu rơi vào hàm của Purosaurus rồi chứ? Trong khi đó, Gryposuchus nổi tiếng là một loài cá sấu ăn cá. Nhưng nên nhớ rằng có không ít loài cá vào thời đó có kích thước tương đương với con người, còn Gryposuchus thì có chiều dài lên đến hơn 10m. Do đó bạn vẫn có thể nằm gọn trong bụng của chúng, trừ trường hợp bạn đã nằm gọn trong bụng của một con Purosaurus trước đó rồi. Ngoài hai cái tên này thì còn có Murasuchus dài từ 6 cho đến 9m, cũng là một kẻ săn mồi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Và có những loài cá sấu khác tuy có thể nhỏ hơn, nhưng với loài người nhỏ nhắn như chúng ta thì chúng đủ sức đe dọa trong trường hợp bạn không có vũ khí phòng vệ. Và đừng quên, Nam Mỹ xưa và nay đều là địa bàn cư trú của những loài cá nước ngọt khổng lồ. Bạn sợ cá piranha ư? Vậy thì Nam Mỹ thế trung tâm có Mega Piranha, phiên bản to lớn hơn của cá piranha hiện đại với chiều dài lên đến 70cm mỗi con. Cá rồng thời tiền sử cũng có thể to lớn hơn thời này rất nhiều. Thứ tư, đại dương thế thượng tân. Sẽ thật tuyệt vời dù hơi khó xử một chút nếu bạn được hai người theo đuổi cùng một lúc, nhưng sẽ là một bộ phim kinh dị nếu bạn bị hai kẻ săn mồi dưới biển khủng nhất mọi thời đại săn lùng. Chào mừng đến với đại dương thế thượng tân, nơi bạn sẽ được chứng kiến sự tồn tại và cạnh tranh giữa Leviathan Mervillae và Otodus Megalodon. Leviathan Mervillae còn được gọi là siêu cá nhà táng, có chiều dài ước tính từ 13,5 cho đến 17,5m, là một trong những loài săn mồi dưới biển lớn nhất từng tồn tại. Răng của nó dài tới 36,2cm, lớn nhất trong thế giới động vật, có lớp men răng dày và được thiết kế để săn mồi lớn. Chúng sống cách đây khoảng 9,9 cho đến 5 triệu năm trước. Otodus Megalodon xuất hiện trước Leviathan Mervillae, tồn tại từ 23 cho đến 3,6 triệu năm trước. Cái tên này đã quá nổi tiếng và quen thuộc, với loạt phim hai phần tên mét được công chiếu trên toàn thế giới. Chúng có thể đạt chiều dài tối đa ước tính lên đến 20,3m, sở hữu bộ răng rất dày và chắc chắn, được thiết kế để bắt và nghiền nát con mồi. Các nhà khoa học tin rằng trong quá khứ, giữa hai kẻ săn mồi đại dương khổng lồ này từng có những cuộc chạm trán khuấy động biển cả. Phạm vi phân bố của cả hai cũng rất rộng, do đó nếu bạn trở về thời kỳ chúng tồn tại là thế thượng tân, nhiều khả năng bạn sẽ phải đối mặt với chúng nếu đi bơi dưới biển. Chúng có thể không phải là những sinh vật kén ăn cho lắm, và sự xuất hiện của bạn có thể đồng nghĩa với việc xuất hiện một món mới trong thực đơn của cả hai. Cuối cùng, đại dương cuối kỷ phấn trắng. Nếu có một cuộc bình chọn cho những đại dương nguy hiểm nhất mọi thời đại trong lịch sử trái đất, thì đại dương cuối kỷ phấn trắng chắc chắn là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí số 1. Giai đoạn phấn trắng muộn kéo dài từ 100 cho đến 66 triệu năm trước có thể xem là một trong những đỉnh cao của sự sống trên trái đất, với sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của sự sống trên cạn lẫn dưới nước. Nếu trên cạn chúng ta có khủng long thì ở dưới đại dương, thương long là những kẻ thống trị hùng mạnh. Tính cho đến thời điểm khoảng 70 triệu năm trước, ở dưới đại dương có đến 3 chi thương long khổng lồ cùng tồn tại và phân chia ảnh hưởng, bao gồm Mosasaurus, Tylosaurus và Brachnatodon. Brachnatodon tuy nhỏ nhất nhưng cũng có loài ước tính dài đến 13m, Tylosaurus có thể dài đến 14m và Mosasaurus thậm chí có thể dài đến 15m. Là những kẻ săn mồi hàng đầu dưới biển thì chúng có thể ăn mọi thứ, thậm chí là ăn những loài thương long nhỏ và ăn lẫn nhau. Chúng cũng rất phàm ăn khi từng quá thạch Brachnatodon được tìm thấy với xương cốt của ít nhất 3 cá thể thường long khác trong bụng của nó. Thế nên có lẽ chúng cũng chẳng từ chối một con người nhỏ bé đâu. Thường long cũng không phải là những kẻ săn mồi duy nhất hiện diện trong cái hệ sinh thái đại dương cuối kỷ phấn trắng. Chúng ta có Cryptosirina, một chi cá mập nguy hiểm có chiều dài gấp đôi cá mập trắng hiện đại, sở hữu những chiếc răng sắc nhọn như dao và tốc độ bơi cực nhanh lên đến 70 km/h. Điều này có nghĩa là nếu bạn nhìn thấy nó trong khoảng cách 1 km thì nó chỉ còn chưa đầy 1 phút để bơi đến chỗ bạn. Không tính cá mập thì chúng ta có cá X, Siphatinus. Con cá phàm ăn miệng đầy răng nhọn này có thể nuốt chọn một con cá khác to gần bằng nó trước khi chết nghẹn.
Và với chiều dài lên đến gần 6 mét thì con người có thể là một con mồi vừa miếng hơn đối với chúng. Tất nhiên là các đại dương hoang dã thì đều nguy hiểm cả, dù là ở thời tiền sử hay thời hiện đại. Nhưng nếu bạn muốn một đề xuất tương đối an toàn thì hãy thử tham khảo các đại dương thuộc thế phân trắng sớm. Đây là giai đoạn mà các thượng long khổng lồ đang tuyệt chủng dần, còn các thượng long khổng lồ như Mosasaurus vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên vẫn có khả năng còn những kẻ săn mồi khổng lồ thuộc thời đại này mà các nhà khoa học vẫn chưa khám phá được. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.